Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên mục truyền hình An ninh Đà Nẵng. Chương trình tuần này có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát huy truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng, những năm qua, Công an hưu thành phố Đà Nẵng đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày một vững chắc. Bằng sự quyết tâm nỗ lực trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ, Công an thành phố Đà Nẵng đã tóm gọn hai đối tượng manh động, liều lĩnh dùng súng và dao để cướp ngân hàng, gây ra cái chết thương tâm cho một bảo vệ. Bây giờ, mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 17 tháng 11, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương và chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới theo hình thức trực tuyến đến các điểm cầu công an các đơn vị địa phương. Thực hiện nghị quyết số 12 và chỉ thị số 11, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an các đơn vị địa phương trong thời gian qua đã quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng công an xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở và thực sự trở thành điểm tựa bình yên của nhân dân trên mọi miền Tổ quốc. Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà công an các đơn vị địa phương, các tập thể, cá nhân đã đạt được trong việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngày 23 tháng 11, tại thành phố Cần Thơ, cụm thi đua số 1 Bộ Công an gồm công an 5 thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2023. Năm 2023, Công an thành phố thuộc cụm thi đua số 1 Bộ Công an đã hoàn thành các chỉ tiêu công tác được Bộ Công an giao. Công an 5 thành phố triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, kế hoạch phòng ngừa và chấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần kiềm chế tình hình tội phạm, nhất là các loại tội phạm ma túy, kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm hoạt động theo băng nhóm xã hội đen. Nhiều chỉ tiêu do Bộ Công an giao đã được Công an 5 thành phố lớn thi đua thực hiện đạt và vượt mức. Kết quả về phạm pháp hình sự đã kéo giảm so với năm 2022, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 85%, trong đó án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%, tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí. Tại hội nghị, lãnh đạo Công an 5 thành phố trong cụm thi đua đã phát biểu làm rõ nhiều nội dung liên quan đến các chỉ tiêu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và đề nghị cần tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua cả về nội dung và hình thức. Chú trọng phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, mô hình mới, cách làm hay, mang lại hiệu quả, tạo sự lan tỏa cho cộng đồng. Chiều ngày 21 tháng 11, Công an thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về việc đánh giá tình hình, kết quả thực hiện đề án 06 của Chính phủ, đồng thời đề ra các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả, kết quả thực hiện đề án này trên toàn địa bàn thành phố. Thời gian qua, công tác triển khai đề án 06 trên toàn địa bàn thành phố có sự đồng bộ, toàn diện, thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm của các cấp, các ngành. Việc tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ công thiết yếu tích cực tạo được dư luận đồng tình, ủng hộ đánh giá cao. Việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã phát huy hiệu quả, đem lại những tiện ích cho người dân. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đồng thời đề nghị Sở Thông tin Truyền thông tiếp tục phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với Công an thành phố về mọi mặt, triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện đề án 06 trong thời gian tới, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Sáng ngày 22 tháng 11, Công an thành phố Đà Nẵng và chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa hai đơn vị về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh khẳng định, thời gian qua, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố và Công an thành phố đã phối hợp chặt chẽ, triển khai có hiệu quả các nội dung quy chế phối hợp, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động tín dụng chính sách xã hội và phòng chống tội phạm liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn. Thời gian tới, hai đơn vị cần tiếp tục thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Đặc biệt, cần chú trọng thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù và các văn bản hướng dẫn liên quan để triển khai cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù theo đúng quy định, ngăn ngừa tình trạng tái phạm tội. Dịp này, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố tặng giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân, đồng thời khen thưởng 3 tập thể và 4 cá nhân. Giám đốc Công an thành phố tặng giấy khen cho 7 tập thể. Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố tặng giấy khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp. Thưa quý vị và các bạn, hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ công an nhân dân, trở về với đời thường, những cán bộ chiến sĩ công an hưu trí ở thành phố Đà Nẵng đang giữ vững phẩm chất người công an cách mạng, luôn khắc ghi và tâm niệm làm theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, phát huy truyền thống của lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Gần 30 năm kể từ ngày thành lập, với tiền thân là Câu lạc bộ Công an hưu Quảng Nam Đà Nẵng và bây giờ là Câu lạc bộ Công an hưu thành phố Đà Nẵng, đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày một vững chắc. Gần 30 năm kể từ ngày thành lập cho đến nay, Câu lạc bộ Công an hưu thành phố Đà Nẵng được thành lập, quy tụ phần lớn số cán bộ chiến sĩ công an về hưu đầy tâm huyết, trách nhiệm với công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Dẫu tuổi cao, sức khỏe có phần giảm sút, nhưng khát khao cống hiến và nhiệt huyết cách mạng vẫn chưa khi nào thôi sôi sục trong những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong tâm trí của Đại tá Nguyễn Hòa, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, nguyên Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Công an hưu thời kỳ đầu, những ký ức tươi đẹp vẫn còn nguyên vẹn. Anh em người ta cũng hứa với đảng ủy, với giám đốc công an thành phố, công an tỉnh là làm tròn cái nhiệm vụ là khi mà là đương chức rồi về hưu thì cũng giữ được cái phẩm chất đạo đức của cái người công an nhân dân. Cái đó là cái quan trọng bậc nhất đó. Chỗ anh em, cái chính là anh thấy được cái vinh dự và trách nhiệm của mình. Nó là cái ơn nặng nghĩa dài với đảng, với ngành đã tuyển chọn, đã huấn luyện, đã đào tạo mình đến nay hoàn thành nhiệm vụ ở cái đơn vị công tác và trở về nghỉ hưu, còn được sức khỏe. Mà đặc biệt đó là còn được anh em tín nhiệm. Thì anh em rất là nhiệt tình lòng với một động cơ, mục đích rất là trong sáng rõ ràng, rất là nhiệt tình cách mạng. Nhưng không có một cái vụ lợi, không có cái đồng phụ cấp, không có cái gì. Thậm chí cái động viên khen thưởng nó cũng hạn chế thôi. Nhưng mà cái chính là cái tự hào là thấy mình là những người chiến sĩ công an. Luôn ghi nhớ và biết ơn các thế hệ đi trước, người đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh của Câu lạc bộ Công an hưu Công an thành phố ngày hôm nay. Những thành viên của câu lạc bộ vẫn luôn cố gắng từng ngày bằng tất cả tinh thần và trách nhiệm của người chiến sĩ. Rất nhiều vai trò ở địa phương được các đồng chí công an hưu đảm nhiệm như bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận. Dẫu ở bất cứ vị trí nào, những người công an hưu ấy vẫn thực hiện nhiệm vụ bằng cả trái tim nhiệt huyết. Tấm gương của ông Nguyễn Mạnh Khương, chủ nhiệm câu lạc bộ công an hưu phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu là một điển hình cho tinh thần vì nước, vì dân. Mặc dù là lớn tuổi, rất là lớn tuổi, nhưng mà làm việc trong cái công việc của anh á năng nổ, còn có khi còn hơn tuổi trẻ rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là anh trước đây thì nói chung là ở trong cái ngành ra là cái tính tình của anh làm việc như thế nào là có gì là anh bây giờ anh rất là bờ bẩn, anh làm theo nguyên tắc và bờ bẩn, rất là vừa đồng thời hòa đồng, chứ không phải nguyên tắc mà không có hòa đồng, có sự hòa đồng chặt chẽ với người dân mới tín nhiệm được anh. Là không phải riêng chỉ là bản thân tôi nhìn nhận, nhưng mà người dân ở đây thường xuyên đến uống cà phê cũng nói rằng anh Khương là những người rất tốt. Mặc dù số lượng hội viên ban đầu rất hạn chế, chỉ có khoảng 150 đồng chí, nhưng đến nay đã phát triển trên 10 lần. Tiếp nối sự ra đời của Hội Cựu Quân Nhân dân Việt Nam, ngày 25 tháng 9 năm 2023, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã có quyết định xây dựng ban vận động thành lập Hội Cựu Quân Nhân dân thành phố Đà Nẵng gồm 16 thành viên. Đây được xem như một mốc son quan trọng tiếp nối cho sự phát triển của Hội Cựu Quân Nhân dân thành phố trong tương lai. Cũng mong rằng là các đồng chí tiếp tục phát huy cái truyền thống của câu lạc bộ hưu công an, truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân. Các đồng chí tiếp tục là góp ý để xây dựng lực lượng công an thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh theo nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, và có nhiều đóng góp hơn nữa vào sự nghiệp giữ vững an ninh chính trị,
và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố để đảm bảo cuộc sống an lành, an ninh của nhân dân thành phố và đóng góp vào xây dựng cái thương hiệu thành phố đất sống. Giữ gìn quá khứ, nối dài tương lai. Hội Cựu quan nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm nay quyết tâm củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày một phát triển, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an thành phố trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo đúng tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị đã đề ra. Vì an ninh Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Tiếp theo là phần tin liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Ngày 17 tháng 11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Thái Điền, 39 tuổi, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đào Nguyên Nghị, 41 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, công ty cổ phần Vượng Miền Trung được thành lập liên tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và tăng vốn điều lệ từ 8 tỷ lên 200 tỷ đồng. Thực tế, các cổ đông sáng lập không góp vốn và công ty này cũng không có tài sản riêng. Riêng với Điền và Nghị, dù không phải là cổ đông, không sở hữu cổ phần tại công ty, nhưng lợi dụng tư cách pháp nhân đưa ra những thông tin gian dối để lừa đảo người mua cổ phần. Đến thời điểm bị phát hiện, Điền và Nghị đã kêu gọi hơn 500 người tham gia mua cổ phần với số tiền chiếm đoạt hơn 38 tỷ đồng. Tối ngày 18 tháng 11, lực lượng tuần tra thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Hòa Vang đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường ADB5 thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang thì phát hiện nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng nên lập tức ra hiệu dừng xe kiểm tra. Khi nhìn thấy lực lượng công an, nhóm thanh thiếu niên trên lập tức rồ ga bỏ chạy. Lúc này, đối tượng Lê Văn Diện đã cố tình điều khiển xe mô tô lao thẳng vào các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Tổ tuần tra đã nhanh chóng triển khai đội hình truy đuổi, khống chế và bắt giữ Lê Văn Diện, tiến hành kiểm tra trên người và phương tiện của Diện, thu giữ một thanh kiếm dài khoảng 1 mét. Qua đấu tranh, Diện khai nhận đang cùng 7 thanh thiếu niên khác tập trung để đi giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt Trần Thị Lệ Thu, 55 tuổi, trú phường Tân Chính của Thanh Khê, 20 năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, Thu vốn không có việc làm nhưng muốn có tiền tiêu xài nên mua ma túy từ hai nam thanh niên chưa rõ lai lịch để bán lại. Trong tháng 10 và tháng 12 năm 2022, Thu hai lần mua ma túy từ hai người này. Thu thường giao dịch ma túy tại nhà và một bệnh viện ở quận Ngũ Hành Sơn. Thủ đoạn của Thu rất tinh vi, sẽ nhận tiền qua tài khoản rồi dùng băng keo dán ma túy ở điểm hẹn, không bao giờ giao dịch trực tiếp. Ngay sau khi hoàn thành việc giao nhận ma túy, Thu xóa tất cả lịch sử cuộc gọi. Tổng số ma túy mà cơ quan công an phát hiện thu giữ được tại nơi ở của Thu là 44 viên thuốc lắc và số ma túy đá có giá trị 60 triệu đồng. Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân và nợ nần xã hội, Đỗ Minh Tuyến, 28 tuổi, quê tỉnh Nam Định, sau khi thuê căn hộ tại tầng 12 chung cư Mường Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thì tự nhận mình là chủ sở hữu và thông qua người môi giới giao bán đã gặp và giới thiệu căn hộ trên với chị Hoa. Để lấy lòng tin chị Hoa, Tuyến đã cung cấp hợp đồng giả mạo để thể hiện mình là chủ sở hữu và yêu cầu chị Hoa đặt cọc số tiền 100 triệu đồng. Sau đó, chị Hoa tiếp tục chuyển thêm 50 triệu đồng. Tổng số tiền Tuyến chiếm đoạt là trên 150 triệu đồng. Chiều ngày 20 tháng 11, tại ngã ba Đặng Vũ Hỷ và Văn Kiệt, tổ tuần tra của Công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà đã theo dõi và bất ngờ kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 36C37625 do một nữ đối tượng quê tỉnh Thanh Hóa điều khiển. Phát hiện trên xe có 35 bình khí cười đủ các kích cỡ và chưa qua sử dụng. Qua làm việc, người này thừa nhận đã đặt mua khí cười thông qua một người quen chưa rõ lai lịch trên mạng xã hội. Sau khi giao dịch thành công, sẽ nhận số bình khí cười này tại bến xe trung tâm thành phố. Được biết, khi lấy được số khí cười về, chủ hàng sẽ phân phối lại cho các cơ sở giải trí hay khách hàng có nhu cầu để kiếm lời. Tại thời điểm kiểm tra, người này không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số khí cười nói trên. Thưa quý vị, manh động, táo tợn là hành vi của hai đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng vào chiều ngày 22 tháng 11 tại thành phố Đà Nẵng. Đáng nói hơn, các đối tượng còn dùng cả súng và dao xông vào thực hiện hành vi uy hiếp nhân viên ngân hàng như trốn không người, thậm chí gây nên cái chết thương tâm cho một bảo vệ. Bằng sự quyết tâm đến cùng, chỉ sau một giờ đồng hồ, Công an thành phố Đà Nẵng đã tóm gọn cả hai đối tượng khi cả hai cố gắng tẩu thoát. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, phòng giao dịch Ngũ Hành Sơn. Đây là hiện trường xảy ra vụ cướp táo tợn vào chiều ngày 22 tháng 11. Thông tin ban đầu nhận định vào khoảng 13 giờ 30 phút, có hai thanh niên bịt kín người cầm súng và dao xông vào ngân hàng khiến toàn thể nhân viên và khách hàng hoảng loạn. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố và Công an quận Ngũ Hành Sơn
đã khẩn trương có mặt triển khai các biện pháp truy tìm. Sau một giờ nỗ lực, hai nghi phạm bị bắt giữ là Nguyễn Mạnh Cường, 25 tuổi, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam và Trần Văn Chí, 22 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Em chơi game trên mạng, vào mấy hội game trên mạng đó là thấy nhóm hội vỡ nợ cần cách tham gia vào. Hay là đăng bài tìm chỗ ở mới gặp anh Cường. Anh Cường mới rủ qua đi cướp ngân hàng. Hôm qua là hai anh em bằng tính được 3 tuần. Đến bữa nay mới thực hiện. Vì đều nợ nần nhiều, không có khả năng chi trả, nên khi được rủ đi cướp ngân hàng, các đối tượng đều thống nhất và bàn bạc chuẩn bị. Lúc chuông báo động vang lên, Cường và Chí bỏ chạy thì bị anh Trần Minh Thành, 50 tuổi, trú quận Thanh Khê, là bảo vệ của ngân hàng, ngăn cản, chống trả quyết liệt. Cường đâm anh Thành để thoát thân, khiến anh trọng thương và tử vong khi được đưa đi cấp cứu. Tôi có bàn bạc với Trí về đi cướp ngân hàng thì Trí đồng ý. Thì chờ sống về thì hai thằng cùng nhau đi cướp ngân hàng. Nhận thấy là việc tôi làm là sai trái với pháp luật, tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. Bên cạnh sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Đà Nẵng và Công an quận Ngũ Hành Sơn, phải nói đến sự hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình của quần chúng nhân dân, đặc biệt là tinh thần không khoan nhượng với tội phạm của bảo vệ và nhân viên ngân hàng. Qua thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cho thấy, nơi nào có phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh, nơi đó tội phạm không có đất dung thân. Đến đây, chuyên mục truyền hình An ninh Đà Nẵng tuần này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.